Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Trên bàn mà mình đang đặt ở đây, các bạn hẳn còn nhớ em Zephyrus Duo này rồi đúng không? Một cỗ máy có mức giá lên tới là 120 triệu sử dụng Core i9 1980HK, cực kỳ xịn sò luôn, với RTX 2080 Super Mark II nữa. Đấy. Ngày hôm nay thì mình sẽ muốn show off đến cho các bạn nhiều hơn về hai màn hình trên con laptop này làm được những cái gì, nó giúp ích như thế nào trong quá trình các bạn sử dụng làm việc hàng ngày, giải trí, và nó phục vụ cho cái nhu cầu sử dụng ấy thì nó tốt được đến mức độ như thế nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tất cả những trải nghiệm mà mình có với chiếc laptop hai màn hình xịn sò này của Asus. Không để các bạn đợi nữa, bắt đầu nhá. Let's go. Đầu tiên thì chắc là mình cứ nói lại một chút xíu về em Zephyrus Duo này để xem nó có cái gì đã nhở. Thì xét về cái cấu hình và cái trải nghiệm sử dụng thực tế thì con này nó thuộc dạng top của top trên những chiếc laptop rồi. Nó có Core i9 1980HK cực kỳ mạnh mẽ, nó có RTX 2080 Super Mark II cực kỳ xịn sò. Và kết hợp với đó chính là 2TB SSD, rồi RAM thì 32GB và rất nhiều những thông số thì cực kỳ là khủng. Nhưng có thể nói cái ấn tượng nhất nó chính đến từ hệ thống hai màn hình ở đây. Một cái màn hình ở phía bên trên 4K, còn một cái màn hình ở bên dưới rất dài cũng có tỷ lệ chiều ngang là 3840 và cũng có thể gọi nó là 4K crop được luôn. Và đương nhiên với hai màn hình như thế này thì các bạn có thể sắp xếp được rất nhiều công việc khác nhau. Và một trong những thứ mà mình thích nhất đó là khi mà mình làm việc với Premiere Pro. Đó, thì đây là cái timeline cũng như là cái cách setup mà mình hay sử dụng để làm việc với em Zephyrus Duo này. Thì các bạn có thể thấy là mình sắp xếp vô cùng khoa học luôn. Đầu tiên là một cái khu vực ở phía bên trên này. Mình sẽ có đây là vị trí để mà mình chứa cái khu vực preview. Ở đây một vài chứa Essential Graphics này, xem footage này. Khi mà mình cài đặt một vài những cái thông số gì đó liên quan đến Effect Option thì mình có thể tùy chọn ở đây. Motion này, thậm chí là chỉnh màu các thứ ở đây đều rất là dễ dàng. Nhưng cái hay nhất chính là cái phần cảm ứng ở phía bên dưới này. Đầu tiên các bạn có thể zoom ra, zoom vào, zoom ra, zoom vào, zoom ra hết cỡ như này. Chúng ta có thể sử dụng hai ngón để mà zoom chuyển qua chuyển lại. Ui, thực sự thì cái trải nghiệm này nó sẽ giúp mình có thể chọn đối tượng, chọn file rất là dễ dàng. Ví dụ mình chọn file này, mình chọn file này, mình chọn file này. Các bạn thấy sao? Hay không? Đương nhiên là mình vẫn có thể toàn quyền sử dụng cái bàn phím như một cái bình thường thôi. Mình vẫn có thể sử dụng chuột các thứ. Nhưng rõ ràng với một cái màn hình kiểu cảm ứng như thế thì những cái thao tác nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Và khi mà mình set up thì toàn bộ cái phần màn hình ở phía bên dưới chứa timeline. Mà các bạn biết không? Nó còn có độ phân giải lên tới là 4K. Thế nên cái khả năng hiển thị cái nội dung là rất là nhiều. Ở đây các bạn có thể thấy là mình hiển thị được một layer, 2 layer, 3 layer, 4 layer, 5 layer mà vẫn còn có một cái không gian để chứa ở phía bên trên nữa. Rất là thoải mái để chúng ta có thể thao tác được nhiều thứ khác nhau. Hay là bởi vì nó rất là dài mà, nên mình có thể thoải mái để mà đặt luôn thêm một cái phần gọi là effect để mình có thể kéo sang một cái rất là nhanh. Tại vì các bạn đều hiểu là khi mà làm việc với Premiere thì các bạn effect này nên để đặt cạnh cái phần gọi là timeline để mình có thể kéo sang một cái rất là dễ dàng. Ví dụ như mình có thể kéo cái chuyển cảnh này vào đây. Đó, kéo cái chuyển cảnh này vào đây cả. Xịn chưa? Đó, những cái rất nhỏ thôi như thế này, nhưng mà nhờ có cái màn hình phụ thứ hai mà cái trải nghiệm khi mình edit video với Premiere nó đã đã hơn rất là nhiều, và thực sự là nó ấn tượng hơn rất rất nhiều luôn. Và sẵn tiện nói về cái edit video thì cái project này của mình đang là 4K 60fps, mà các bạn có thể thấy này. Preview để full luôn. Phải nói một điều là với RTX 2080 Super Mark II kết hợp với cả i9 1980HK thì có lẽ là không có điều gì để phải bàn cãi đến cả. Xung nhịp thì luôn luôn ở mức rất là cao, và con RTX 2080 như này thì cũng cực kỳ mạnh để hỗ trợ cho cái việc của mình edit video một cách mượt mà hơn và trơn tru hơn. Ổn không các bạn? Trời ơi, nó là phải gọi là cực kỳ xịn sò luôn. Nói chung đây là liên quan đến cái vấn đề gọi là mình làm việc. Vậy thì khi mà mình giải trí một chút xíu thì sao? Khi mà giải trí thì dạo này mình cũng có chơi mấy tựa game kiểu như là CSGO. Thì các bạn cũng hiểu là lâu lâu thì cũng có stream. Và khi stream trên một cái hệ thống laptop với hai màn hình như thế này thì nó có một cái rất là hay với OBS.
đó là mình có thể chơi game thì vẫn chơi trên cái màn hình chính một cách bình thường, bắn piu 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 các thứ, chẳng vấn đề gì cả. Còn ở phía bên dưới với OBS thì khi mà mình chơi game như thế này, bật OBS ở phía bên dưới thì mình vẫn có thể chơi game bên trên một cách bình thường đó. Mà phía bên dưới này mình có thể quản lý được là mình đang stream như thế nào, mình có thể gắn thêm webcam ở đây, camera mình đặt góc như thế nào, hay là mình có thể bật thêm được một cái khung chat ở phía bên này đó. Thế nên là mình có thể vừa chơi game, mình vẫn có thể quản lý stream một cách ok, mình vẫn có thể đọc chat để giao lưu với khán giả của mình một cách bình thường. Và đây là một trong những cái trải nghiệm thực sự rất là hay. Bởi vì sao? Bởi vì cái mặt của mình á, luôn luôn phải chuyển qua chuyển lại một cách rất là đơn giản thôi, chứ nó không giống như khi mà mình setup hai màn hình, một cái bên này nữa chẳng hạn, một cái như này mình quay sang thì bây giờ mình không cần, mình chỉ cần liếc mắt lên xuống cái quá tiện luôn. Và thực sự cái trải nghiệm khi mà mình livestream với cái Zephyrus Duo này nó thực sự là quá đã luôn. Nhưng mà đây là mình sẽ chỉ chia sẻ thôi, chứ mình sẽ không đi sâu vào thật là kỹ, tại vì thời gian đâu có cho phép để mình livestream quá nhiều đúng không. Thì nói chung là khi livestream thì OBS với Zephyrus Duo mang lại một trải nghiệm thực sự rất là ngon. Còn rất nhiều những trải nghiệm khác nữa, ví dụ như mình có thể mở một cái tab liên quan đến YouTube của mình quản lý cái gì đó, hoặc là mình có thể mở vào YouTube Studio để mình có thể lên lịch cho video các thứ chẳng hạn. Và có một cái trải nghiệm rất hay này, khi các bạn, đây nha, mình đang để chuột ở phía bên trên này, khi các bạn kéo nó sẽ có ba cái phần tùy chọn ở đây để các bạn có thể bung xuống. Các bạn nhìn này, bung xuống màn hình phía bên dưới này, bung bung đó, hay không? Hay là phía bên dưới này mình cũng có thể chọn để mà bung lên đấy, hay không? Một cái trải nghiệm kiểu nó đơn giản nhẹ nhàng lắm, bung ra cả hai cái phần màn hình, nhìn các bạn nó chuyển này, cả hai cái này đều là 4K mà nhìn kiểu liền mạch vãi trưởng, hay không các bạn? Đấy, hay là mình có thể bung phía bên dưới đây, hợp lý. Đấy, thậm chí cảm ứng, chúng ta còn có thể gán được rất nhiều những ứng dụng ở đây để các bạn có thể truy cập vào một cách nhanh chóng hơn. Windows Explorer này đó, bấm vào tốc độ phản hồi rất là nhanh này đó, chọn hai ứng dụng tự chia đôi ra, hợp lý không? Quá hợp lý luôn. Hay lúc này còn có một trải nghiệm mà mình khá là thích, đó là mình vừa có thể gõ một cái nội dung gì đó ở phía bên trên, tìm kiếm những cái thông tin, gõ nội dung các thứ gì đó, mình có thể dùng tay để mình tìm kiếm và lướt lướt những cái thông số khác ở màn hình phía bên dưới. Cái này là lướt luôn nha các bạn nha, lướt lướt luôn, hơi bị ok luôn đấy. À đây, video của mình này, hí 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 đó, các bạn thấy sao, được không? Vuốt các thứ, sau đó mình vẫn có thể gõ nội dung ở phía bên trên. Hôm nay là thứ bảy, em muốn đi vào bài à, ổn không các bạn? Đây là một trong những cái trải nghiệm, nói chung là cũng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà ok lắm. Và có một cái rất là hay các bạn để ý nhá, thì cái phần màn hình ở phía bên dưới này nó sẽ được phủ một cái lớp nhám nhám lên. Một là nó sẽ không để lộ những cái dấu vân tay các thứ gì cả, và thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho cái trải nghiệm vuốt trên cái màn hình trở nên mượt hơn, mịn hơn, và nó kiểu gọi là gì ta, không bị lóa nữa ấy. Tại vì cái góc nhìn như này đôi khi nó sẽ bị ánh sáng chiếu xiên xọ các thứ, nhưng mà không hề bị lóa luôn, ổn đúng không? Nói chung là với Zephyrus Duo, cho dù là mình làm việc, cho dù là mình giải trí, cho dù là mình chơi game, cho dù là mình làm những công việc có thể nói là chuyên sâu để phục vụ cho cái nhu cầu hàng ngày của mình, như là edit video với Premiere chẳng hạn, thì tất cả những thứ mà nó phục vụ đến cho cái nhu cầu của mình hàng ngày á, là mình đánh giá thực sự là nó xứng đáng với một thứ khác biệt mà cái laptop này mang lại. Với mình, quan trọng là mình chưa có đủ tiền để mà mình mua cái laptop này thôi, thế nên bây giờ mình vẫn đang mượn Asus để mà mình sử dụng. Chứ khi mà mình có đủ tiền để mà quất nó 120 củ cho phiên bản Core i9 này thì hứa luôn, không ngần ngại và suy nghĩ nhiều, dứt luôn vào ngay. Đấy, thế nhưng các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý nhé, chúng ta sẽ còn có một cái phiên bản với mức giá khoảng 80 triệu sử dụng nền tảng Intel Core i7 và nó sẽ có cái màn hình chỉ là Full HD 300Hz, thì nó sẽ phù hợp hơn với các bạn gamer, các bạn chơi game. Còn con này thì sẽ dành cho dân làm việc, bởi vì nó là Mac option, bởi vì nó là màn hình 4K và bởi vì trải nghiệm mà nó mang lại là cực kỳ ấn tượng. Vậy thì các bạn nghĩ sao về Asus Zephyrus Duo với những thứ mà hai màn hình mang lại? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Còn video này của mình xin được dừng lại tại đây. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!